bị tụt, nó hơi bị nhỏ. Nghĩa là những ngực như thế này rồi mà đặt lâu năm rồi thì cái cơ của mình nó rất là mỏng. Và sờ cũng đã thấy túi, nó cũng đã lộ túi rồi thì không thể đặt lớn hơn. Đặt lớn hơn thứ nhất nó sẽ lộ túi nhiều hơn. Đó, bây giờ nè, mình sờ vòng vòng đây nè, thấy túi hết trơn luôn rồi nè. Nha. Và cái chân ngực nó cũng tụt thì bác sẽ khâu lại nha. Bây giờ mình đặt lớn hơn thì cái chỗ lộ túi này nè, mình sờ vô nó thấy rất là nhiều. Cho nên bác không có đặt lớn hơn. Với lại cái bầu ngực này hiện tại giờ nó vừa nè. Đặt lớn hơn là nó sẽ bè ra, cái khe nó tới đây nó hít. Cho nên không thể đặt lớn hơn. Và thực sự bác thấy cái bầu ngực này vẫn còn đẹp. Không nên là còn đẹp nha. 11 năm mà được như vậy, nghĩa là trong cái cơ thể mình, bác khuyên một điều, không phải là như cái máy mà mình muốn can thiệp hoài cũng được đâu. Mỗi lần mình can thiệp vô sẽ tạo cái mô sẹo, mà cơ thể mình tạo mô sẹo nhiều quá nó co rút, nó sẽ biến dạng. Cho nên nó đang ok rồi, cứ để nó nha. Bầu ngực cũng rất là đẹp luôn, nó chỉ thòng nhẹ chỗ này chút xíu là theo thời gian nó vậy. Thứ nhất là cái này nó sẽ theo mô tuyến nè. Thứ hai nữa, nó lâu năm, mới 11 năm rồi mà cái cơ nó giãn ra thông. Bây giờ mình treo là treo bằng cái gì? Phải có một cái đường xung quanh này, đường xẻo xuống, nó xẻo nhiều quá nhiều, nó đổi là một cái nó không bằng cái cũ. Cho nên bác khuyên thôi để vậy nha. Khi nào nó xấu thiệt là xấu xuống mình hãy tính tiếp thôi nha.